Minh Đạo, hoàng tử ếch bất hạnh nhất showbiz, khổ sở vì anh trai vô dụng, hạ sát vợ con giờ ra sao? Nhắc đến Minh Đạo, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến vai diễn hoàng tử ếch, một trong những tượng đài của dòng phim thần tượng Đài Loan. Nam thần từng khiến biết bao thiếu nữ châu Á cảm nắng một thời, nhận được vô số tình cảm và sự chú ý của công chúng. Vậy nhưng khác với vẻ ngoài điển trai, đậm chất quý tộc trong phim, cuộc sống của Minh Đạo ngoài đời lại có vô số khó khăn trắc trở. Từ nhỏ, nam diễn viên phải trải qua cuộc sống nghèo khổ, lớn lên lại khổ vì người anh trai vô dụng, không có chí tiến thủ. Bán cá mưu sinh, vào showbiz để trả nợ. Minh Đạo, tên thật là Lâm Triều Chương, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tài tử này từng chia sẻ rằng, cả gia đình 4 người trong nhà từng phải sống ở căn nhà vỏn vẹn 20m². Cuộc sống của họ lại càng trở nên khó khăn hơn vì cha nam diễn viên nợ nần rất nhiều tiền. Thậm chí, Minh Đạo còn từng bị suy dinh dưỡng hồi nhỏ vì bữa đói bữa no. Để giúp đỡ gia đình, từ nhỏ Minh Đạo đã phải theo mẹ ra chợ bán cá. Vào năm cấp 3, trong lúc bạn bè đã bắt đầu hẹn hò vui chơi hết mình, thì nam diễn viên vẫn cặm cụi ra chợ bán cá phụ giúp kinh tế gia đình. Lên đại học, Minh Đạo vô tình được chọn là MC của chương trình Vua Mạo Hiểm. Trong 2 năm làm công việc này, nam diễn viên đã đi tới 30 quốc gia, sẵn sàng liều mạng làm bất cứ những gì đạo diễn yêu cầu, từ bắt rắn hổ mang đến leo núi lửa, nhảy bungee trong tình trạng nuốt ở nhiệt độ âm, thậm chí còn suýt bị một khối băng nặng 3 tấn đè trúng. Bán mạng làm việc như vậy, Minh Đạo tự hào vì trả được nợ nần cho cha mình. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Minh Đạo dần tạo được chỗ đứng cho mình trong showbiz. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Khu Vườn Táo, Ái Tình Ma Pháp Sư, Hoàng Tử Ếch và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau khi nổi tiếng, Minh Đạo mua cho cha mẹ một căn hộ cao cấp đắt tiền. Thế nhưng mẹ anh vẫn tới chợ bán khoai lang hàng ngày vì nhớ nghề và muốn được trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Thế nên công chúng từng bắt gặp hình ảnh đẹp của nam diễn viên đình đám này cầm ô che cho người mẹ già trong một ngày mưa. Điều này khiến netizen phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì sự hiếu thảo của hoàng tử phim thần tượng xứ Đài. Cú sốc lớn trước cái chết của gia đình anh trai. Cứ ngỡ từ đây, vận may đã đến với Minh Đạo sau biết bao trắc trở. Nhưng ai ngờ, anh lại nhiều lần phải khốn khổ vì người anh trai thân thiết tên Lâm Minh Hoàng. Trong khi bản thân nam diễn viên Hoàng Tử Ếch là người có lối sống giản dị, tiết kiệm, chu cấp cho cả gia đình anh trai, thì anh của Minh Đạo là suốt ngày ôm mộng phất nhanh nhờ chứng khoán bài bạc. Thậm chí, Lâm Minh Hoàng còn liên tục dùng danh nghĩa của nam diễn viên để vay tiền. Chính vì nguyên nhân này, năm 2013, Minh Đạo muối mặt xấu hổ khi chủ nợ bất ngờ trà trộn vào đám đông người hâm mộ và đòi tiền ngay tại sự kiện. Khi đó, nam diễn viên đã nhận ra rằng, anh trai tôi như một trái bom không hẹn giờ. Cuộc sống bị đảo lộn vì đám chủ nợ của anh trai. Đến năm 2016, Minh Đạo quyết định tuyên bố sẽ không đứng ra can thiệp giúp đỡ anh ruột mình nữa. Ai ngờ đầu năm 2020, cả showbiz phải chấn động trước thông tin là Minh Hoàng xuống tay sát hại vợ và con trai 10 tuổi rồi quyết định tự tử trong rừng sâu vì áp lực nợ nần. Camera ghi lại hình ảnh gã đàn ông giả mang đưa vợ và con trai bằng xe máy để leo lên núi. Lúc này, y đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ý định giả mang của mình. Dựa theo dấu tích tại hiện trường, đầu tiên, Lâm đã dùng dây nịch siết chặt cổ vợ và con, sau đó bản thân thì treo cổ tự vẫn. Điều này khiến nam diễn viên bị sốc nặng, tiều tụy thấy rõ trước nỗi đau quá lớn này. Có thể thấy được, sau vụ việc của anh trai, tài tử Hoàng Tử Ếch dần ít xuất hiện trước ống kính truyền thông hơn hẳn, dành nhiều thời gian bên người thân, gia đình chăm sóc cho cha mẹ già. Hôn nhân kín tiếng và hạnh phúc. Vốn là người kín tiếng về đời tư, Minh Đạo hầu như chưa bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm của bản thân với giới truyền thông. Có nguồn tin cho biết, tài tử này từng phim giả tình thật với Lưu Thi Thi khi cùng hợp tác trong một bộ phim. Bên nhau 2 năm, nhưng cặp đôi này chưa từng lên tiếng công khai tình cảm. Thế nhưng mối tình này đã chia đôi vì sự phản đối của cha mẹ Minh Đạo. Họ cho rằng, con trai mình nên tập trung vào việc phát triển sự nghiệp thay vì yêu một sao nữ chưa mấy tên tuổi như Lưu Thi Thi lúc bấy giờ. Đây cũng là lý do khiến cặp trai tài gái sắc đường ai nấy đi đầy tiếc nuối. Tưởng như luôn là thành viên của hội độc thân vui vẻ, nhưng đến tháng 6 năm 2020, Minh Đạo bị truyền thông Đài Loan phát hiện đã bí mật kết hôn sinh con khi tung bộ ảnh anh cùng một người phụ nữ bí ẩn và một bé cưng tầm vài tháng tuổi cùng nhau đi du ngoạn. Việc này đã nhanh chóng lọt vào tháp tìm kiếm trên mạng xã hội, khiến dân tình hết sức quan tâm. Ngay sau đó, phía Minh Đạo đã lên tiếng thừa nhận nam diễn viên đã đăng ký kết hôn vào năm ngoái với bạn gái Vương Đình Huyên. Cặp đôi sớm chào đón thành viên đầu lòng trong niềm vui và hạnh phúc. Được biết, bà xã Minh Đạo là cựu thành viên của nhóm nhạc Kiss của Đài Loan và đã hẹn hò với anh được 4 năm trước khi về chung một nhà. Trước đó, cả hai từng bị giới truyền thông bắt gặp hẹn hò, nhưng khi ấy cả hai đều khẳng định họ chỉ là bạn bè bình thường. Trước thông tin Minh Đạo đã là chồng người ta, cộng đồng mạng đã gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến cho nam diễn viên này vì cuối cùng cũng có được tổ ấm ngọt ngào ấm êm sau bao trắc trở. Cách đây không lâu, Minh Đạo lại nhận được nhiều sự chú ý khi đưa bà xã và con trai đi ăn tại một nhà hàng. Đây cũng là lần hiếm hoi gia đình anh lộ diện trước công chúng. Có thể thấy được, bé cưng nhà Minh Đạo vô cùng dễ thương với làn da trắng và mái tóc xoăn nhẹ đáng yêu. Về sự nghiệp, Minh Đạo vẫn hoạt động trong làng giải trí xứ Trung, nhưng anh rất ít khi lộ diện trước công chúng. Sau rất nhiều sóng gió từ gia đình, Minh Đạo giờ đây kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chàng hoàng tử của dòng phim thần tượng xứ Đài khiến nhiều người tiếc nuối vì tên tuổi không thể bứt phá hơn trong làng giải trí chỉ vì những sự việc đau lòng xảy tới quá đột ngột và đau đớn.